Thưa thầy và các bạn, thì ngày hôm nay mình sẽ trình bày về cái khí máu động mạch. Trong bài này, nội dung bài này chỉ nói về những cái thông số cơ bản nhất và chúng ta cần phải vượt qua những cái thông số cơ bản đó để đọc được một cái khí máu động mạch đối với một sinh viên Y3 cầm tờ giấy khí máu động mạch. Thì chủ yếu cái bài này trả lời được hai câu hỏi. Thứ nhất là thế nào là SaO2, thế nào là BaO2, SbO2 và FiO2. Chúng ta thấy bốn cái thông số này có cái đuôi là oxy, tức nghĩa là nó dùng để đánh giá một cái nồng độ oxy nào đó của cơ thể. Và oxy là một cái khí mà nó rất là quan trọng đối với cơ thể. Nó giúp cho quá trình trao đổi, chuyển hóa và tạo năng lượng, giúp cho cơ thể hoạt động. Vậy thì người ta sẽ sử dụng những cái thông số này để người ta kiểm tra, người ta theo dõi cái nồng độ oxy từ lúc mà chúng ta mới hít vào đến khi nó vào cái đường dẫn khí, đến khi nó đến với nang và nó trao đổi với máu. Thì người ta sẽ dựa lên những cái thông số này để người ta đánh giá cái nồng độ oxy trong cơ thể lúc này nó còn bình thường hay là không, để có những cái phương pháp điều trị cho thích hợp. Vậy thì muốn giải thích cũng như là nêu lên được ý nghĩa những con số này, những cái thông số này thì bắt buộc chúng ta phải vượt qua cái câu hỏi đó là độ, thế nào là độ bão hòa oxy trong máu. Hai chữ bão hòa chúng ta đã được nghe, chúng ta đã được học ở cấp 2, cấp 3. Bão hòa tức nghĩa là nếu chúng ta lấy một cái ly nước, chúng ta bỏ đường vào, chúng ta quậy, tiếp tục bỏ đường vào, quậy, 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 đến lúc nào đó đường bỏ vào, chúng ta quậy, nó không tan nữa, thì lúc đó dung dịch đó gọi là dung dịch đã bão hòa, tức nghĩa là cái lượng đường ở trong ly nước đó là cao nhất rồi. Và nếu mà muốn đường tan tiếp tục thì chúng ta đổ nước vào thì đường nó mới tan tiếp tục. Còn quay trở lại độ bão hòa oxy trong máu là gì, tức nghĩa hai chữ bão hòa ở đây nó ám chỉ cái gì? Nó ám chỉ cái nồng độ tối đa của oxy gắn với hemoglobin, tức nghĩa là nồng độ cao nhất của oxy gắn với hemoglobin. Và nói mà đúng cái bản chất sinh lý đó là tổng lượng hemoglobin được gắn với oxy so với lượng hemoglobin không được gắn với oxy, thì chúng ta được cái phân số như vậy. Nghĩa là khi mà chúng ta đi vào khoa cấp cứu, chúng ta lấy cái SpO2 ra, chúng ta đo đo bệnh nhân và cái máy nó báo là 94%. Điều đó có nghĩa là 100% hemoglobin trong trong máu thì có 94% hemoglobin được gắn với oxy, còn 6% còn lại là không được gắn với oxy. Đó là ý nghĩa của cái câu độ bão hòa của oxy trong máu là độ nồng độ cao nhất tối đa của oxy được gắn với là hemoglobin. Đó thì chúng ta phải vượt qua được thế nào là độ bão hòa của oxy trong máu thì chúng ta mới đi vào nói lên cái ý nghĩa của bốn cái thông số này. Và thông số thứ nhất chúng ta cần nói đến đó là SaO2. Vậy là SaO2 đơn vị của nó là phần trăm, và ý nghĩa của cái thông số này là độ bão hòa oxy trong máu được đo trực tiếp qua lấy khí máu động mạch, và giá trị bình thường của cái thông số này là 94 đến 100%. Nó thì độ bão hòa thì chúng ta đã vượt qua được cái khái niệm độ bão hòa của oxy trong máu là gì rồi. Tiếp theo BaO2, BaO2 đơn vị B tức nghĩa là áp suất, thì đơn vị nó phải là mm thủy ngân. Chúng ta phải chú ý cái đơn vị là mm thủy ngân. Cái ý nghĩa của BaO2 là sao? Là áp suất riêng phần của oxy trong máu động mạch, oxy hòa tan. Đọc xong vẫn chưa hiểu, đọc tiếp. BaO2 quyết định SaO2, chúng tỷ lệ thuận với nhau trừ những trường hợp bất thường hemoglobin. Vẫn chưa hiểu ý nghĩa của BaO2. Giải quyết tiếp, giá trị bình thường của BaO2 là gì? Là bao nhiêu? Là từ 80 đến 100 mm thủy ngân. Nhưng mà tối thiểu để cứu sống một bệnh nhân là cái giá trị là 60 mm thủy ngân, không giữ cho bệnh nhân không được quá, không được giảm quá cái mức 60 mm thủy ngân. Nếu mà vượt quá, giảm quá 60 mm thủy ngân thì nguy cơ chết của bệnh nhân rất cao. Và chúng ta vẫn còn nhọc nhằn ngay chỗ ý nghĩa của BaO2, thì chúng ta xem cái hình sau đây để hiểu hiểu thật sâu của cái BaO2. Như
Như chúng ta đã biết, thì khi mà chúng ta hít vào, thì cái một hít vào thì cái không khí nó bao gồm là cái gì? Thứ nhất, 78% nitơ, 21% oxy và phần trăm còn lại là của CO2 và một số khí khác. Thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái gì? Oxy, tại vì cơ thể nó cần oxy chứ không cần những cái khí khác. Thì lúc này ta nhìn con số là 21% oxy mà áp suất khí quyển là bao nhiêu? Là 760 mm thủy ngân. Lúc này ta lấy 21% nhân cho 760 mm thủy ngân thì ra BaO2 thì chúng ta ra được một cái chỉ số BaO2 khi mà trước khi chúng ta hít vào là 160 mm thủy ngân. Đến khi cái khí đó được đi vào mũi chúng ta, đi vào đường hô hấp, đi hết tới với nang, nó rụng rời, mấy dọc đường nó rơi rớt hết, nó tới được cái với nang thì Ba oxy lúc này là 104 mm thủy ngân. Và tới khi với nang thì nó sao, nó làm nhiệm vụ là nó phải trao đổi với cái, nó trao đổi với cái máu trong mao mạch với nang. Thì khi mà nó trao đổi qua được cái màn trao đổi của nó thì qua được tới cái qua được phía bên máu thì lúc này là BaOxy của nó, BaO2 của nó là còn lại 100 mm thủy ngân. Lúc này nó mới đầu nó đi theo cái tĩnh mạch phổi, nó đổ về tâm nhĩ trái và từ đó nó được bơm đi cho tất cả các cơ quan của cơ thể. Và nó đi đến cái đầu ngón chân của chúng ta, nhưng mà nó vẫn còn nằm trong cái động mạch nha. Và nó đi tới cái đầu ngón chân của chúng ta nè, thì BaO2 của nó vẫn còn là 100 mm thủy ngân. Đến khi nó qua cái giường mao mạch, nó trao đổi với tế bào thì tới phía bên kia của cái đầu tiểu động mạch đó, cái đầu tiểu tĩnh mạch đó, thì nó còn lại là chỉ có 40 mm thủy ngân thôi. Tức nghĩa là nếu mà còn bên máu động mạch đó, thì là 100. Khi mà qua được cái bên tiểu tĩnh mạch rồi thì nó còn lại 40 mm thủy ngân thôi. Tới chỗ này phải đặt ra một cái câu hỏi nữa, tại sao nói bình thường BaO2 là từ 80 đến 100 mm thủy ngân nhưng mà qua đây mà và dưới 60 mm thủy ngân thì bệnh nhân chết, nhưng mà lại qua cái hình này lại nói là khi qua máu tĩnh mạch thì nó còn lại 40 mm thủy ngân thôi. Xin trả lời là khi mà chúng ta, giá trị này là giá trị của khí máu động mạch, là khí trong máu động mạch chứ không phải là tĩnh mạch. Cho nên chúng ta sẽ theo dõi cái BaO2 là trong máu động mạch chứ không phải là tĩnh mạch. Cho nên số 40 này là không có liên quan ở đây. Chúng ta chỉ quan tâm đến cái khí máu này nó trong cái động mạch thôi. Và chúng ta đã vượt qua được cái BaO2 là gì. Tiếp theo một cái thông số nữa là SbO2. Cái thông số này rất 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 là thường gặp trên lâm sàng. Tại sao? Chúng ta đi lúc nào bác sĩ cũng khi chúng ta đo SbO2 của bệnh nhân. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ giải quyết nó là gì? Cái đơn vị của nó tính nó là phần trăm. Và ý nghĩa của SbO2 là gì? Độ bão hòa oxy trong máu. Dừng lại. Đã có một thông số cũng là độ bão hòa của oxy trong máu là SaO2. Thì cái thông số kia nó được đo bằng lấy khí máu động mạch. Còn cái SbO2 này là cũng là độ bão hòa oxy trong máu, nhưng mà nó được đo gián tiếp theo mạch tập bằng cái máy. Bằng cái máy. Và cái giá trị bình thường của SbO2 đó là nhiều, từ 94 đến 100%. Lại đặt ra một câu hỏi, đó là SbO2 và SaO2 đều là cái nó thể hiện cái độ bão hòa của oxy trong máu, nhưng mà cái thằng SaO2 nó sẽ chính xác hơn. Nhưng mà tại sao, câu hỏi đặt ra, tại sao chúng ta trên lâm sàng chúng ta không làm tại sao chúng ta không làm thẳng cái hàng SaO2 luôn mà lại làm SbO2? Tại vì thứ nhất SbO2 nó không xâm lấn, nó dễ thực hiện, nó nhanh, nó đánh giá được cái tình trạng, cái độ bão hòa của oxy trong máu của bệnh nhân nhanh. Và một điều chắc chắn là nếu một thằng bình thường nó không thể hiện chính xác bằng cái thằng kia, mà bây giờ nó đã biểu hiện giảm rồi thì chắc chắn thằng kia nó sẽ giảm, là hàng SaO2. Đó, ý nghĩa của cái hàng SbO2 mà lúc nào chúng ta cũng đi đo cho bệnh nhân mà chúng ta không biết. Bây giờ chúng ta phải giải thích được đó là độ bão hòa của oxy trong máu mà nó đo bằng gián tiếp qua cái mạch đập, bằng cái máy, thông qua cái máy. Còn SaO2 cũng là độ bão hòa oxy trong máu, nhưng mà lấy trực tiếp trong máu lấy ra đem đi đo.
Tiếp theo cái một thông số nữa là rất là nhọc nhằn với cái thông số này, đó là FiO2 là gì? Khi không giải thích gì hết, nhấn mạnh luôn là FiO2 là cái khí, cái nồng độ, cái phần trăm của oxy á ở ngoài không khí mà chúng ta chưa hít vào, mà cái khí đó chúng ta chuẩn bị hít vào, nó đánh giá được cái, chúng ta biết được cái nồng độ oxy mà chưa vào cơ thể mà chúng ta chuẩn bị cung cấp cho bệnh nhân, nó là nó đánh giá oxy bên ngoài cơ thể nó. Thì chúng ta phải đọc cái dòng thứ nhất là phần của hỗn hợp khí thở có chứa oxy, thở vào chứa oxy. FiO2 chỉ phần oxy, chỉ cái phần oxy được thở vào hay là lượng oxy mà bệnh nhân thật sự được hít vào. Đó. Thì như chúng ta phân tích mới nãy là bình thường trong khí quyển có 21% oxy, vậy thì mỗi một lần chúng ta hít thở, hít vô bình thường là có 21% oxy trong đó. Tức nghĩa là FI bình thường của mình đang hiện tại là 21%. À, thì nó đánh giá là cái lượng oxy bên ngoài cơ thể để chuẩn bị đưa vào trong cơ thể là bao nhiêu, để chúng ta chỉnh cho những bệnh nhân mà đang siêu hấp á, chúng ta mới chỉnh chỉnh cái số lít lên, tăng lên để cung cấp đủ oxy cho cơ thể bệnh nhân, là dựa vào cái thông số này, mà thông số này nó dựa trên cái số lít mà ta cho bệnh nhân thở. À, và cái thông số FiO2 này nè nó sẽ biến thiên theo cái tần số nhịp thở của chúng ta thở không đều thì nó sẽ biến thiên lên xuống lên xuống. Rồi, tỷ lệ bách phân của oxy thở FiO2 tức nghĩa là khi mà một một bệnh nhân á, vô 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 viện vô viện và cho bệnh nhân đang siêu hấp đi, thì chúng ta cho bệnh nhân thở oxy thì thông qua ba phương tiện phát oxy chủ yếu như sau: một, canun mũi; hai là mặt nạ mặt, face mask; ba là mặt 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 nạ mà có túi dự trữ oxy. À, thì theo từng mức độ nặng mà chúng ta sẽ cho bệnh nhân thở theo từng cái tương ứng. Ví dụ nếu mà cho thở bằng canun mũi, bệnh nhân không đáp ứng, không tăng được lên SpO2 hoặc SO2 như không tăng lên, thì tiếp tục cho bệnh nhân thở cái mặt nạ mặt để đẩy cao oxy lên, tại vì oxy nó rất quan trọng đối với cơ thể. Một cơ thể không có oxy thì sẽ sao? Thì sẽ chết. Rồi, chúng ta sẽ phân tích cái canun mũi. Canun mũi là có thể mà sử dụng cho bệnh nhân thở, để phát ra oxy cho bệnh nhân thở là từ 1 đến 6 lít trên phút. Và lưu ý một điều chỗ này, mỗi 1 lít trên phút á, thì sẽ nâng FiO2 lên 400. Chúng ta phải thuộc thuộc lòng cái dòng này để chúng ta tính được cái phần trăm mà chúng ta muốn cho bệnh nhân nâng nâng lên, tức nghĩa là cái phần trăm mà oxy cho bệnh nhân thở là bao nhiêu. Chúng ta phải biết được là 1 lít trên phút thì sẽ nâng FiO2 lên 4%, tức nghĩa là một điều khi mà cho thở canun mũi từ 1 đến 6 lít 6 phút cho trên 6 lít từ 1 đến 6 lít trên phút thì sẽ nâng FiO2 của bệnh nhân lên từ 25% đến 44%. Hai, mặt nạ mặt. Thì cái mặt nạ này nó cho thở thở từ 8 lít đến 10 lít trên phút, tức nghĩa là bệnh nhân không đáp ứng với lại canun mũi nữa rồi, canun mũi nó không đẩy được cái nâng cái SpO2 cũng như SO2 của bệnh nhân lên, thì bắt đầu chúng ta chuyển qua cái này, nó không đáp ứng với lại canun mũi thì chuyển qua cái mặt nạ mặt. Thì cái mặt nạ mặt lúc này là cho thở được là từ 8 đến 10 lít trên phút, thì chúng ta cứ áp dụng thức đó thì lúc này FiO2 nó sẽ được nâng lên là từ 40 đến 60%. Tiếp theo đó là cái non-resting mask, tức nghĩa là cái mặt nạ lúc lúc này ngoài cái mặt nạ ra nó còn có cái túi dự trữ nữa, nó còn có túi dự trữ oxy nữa. Thì đối với cái loại này á, thì nó không có dao động, nó không, cái nồng độ oxy luôn 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 là ở cái mức mà chúng ta chỉnh, nó không có dao động tại vì nó có cái túi dự trữ, cho nên là khi mà chúng ta cho bệnh nhân thở 6 lít trên phút thì nó sẽ nâng cái FiO2 của bệnh nhân lên là khoảng 60%. Đối với 10 lít trên phút thì cho cái FiO2 lên là khoảng 90%. Nó tức nghĩa là FiO2 là cái nồng là nó đánh giá cái phần trăm oxy chuẩn bị để đưa vào cơ thể bệnh nhân là
Oxy bên ngoài, không khí bên ngoài đó là FeO2, tức nghĩa là chúng ta phải cung cấp đủ oxy và đầy đủ oxy để nâng những cái hàng oxy trong máu lên, là hàng này là FeO2. Đối với một bệnh nhân cho thở canula mũi mà vẫn giảm thì chúng ta buộc phải chuyển qua cái mặt nạ mặt rồi. À, cái mặt nạ mà thở đơn đơn giản thì nó sẽ nâng cái FeO2 lên như ý chúng ta muốn, và khi mà FeO2 đã nâng lên thì dĩ nhiên là oxy trong máu nó cũng sẽ được nâng lên. Đây là cái canula mũi đơn giản, không, nó đơn giản và nó cho bệnh nhân dễ chịu hơn những cái hàng kia. Này, chúng ta thấy là cái canula mũi nha, từ 1 đến 6 lít trên phút nha, thì nó nâng FI bệnh nhân, FeO2 bệnh nhân lên là từ 24 đến 44%. Thì có cái công thức tính như sau: vì 1 lít trên phút oxy, nó 1 lít trên trên phút quá thì nó giúp FeO2 tăng lên là 4%. Vậy thì ta có cái công thức tính FeO2 như sau: bình thường trong không khí là có 21% oxy, vậy thì chúng ta cho bệnh nhân thở bao nhiêu lít thì lấy số lít đó nhân với 4 cộng với 21% thì ra được FeO2. Như ta thấy, ví dụ cho bệnh nhân thở bằng cái canula mũi 1 lít thì sao? Thì lúc này ta sẽ có FeO2 là 21% cộng cho 4 nhân cho 1 lít thì ra 25%. Đây là cái mặt nạ thở. Mặt thả nó cho thở từ 5 đến 10 lít trên phút, và FeO2 nó sẽ được nâng theo cái số lít tương ứng. Đây là cái túi mặt nạ, có cái túi thở, thì đây là cái mặt nạ mà nó luôn duy trì một cái hàng định, không, duy trì một cái hàng định oxy, tức nghĩa là nó không dao động như mấy hàng kia có thể là sức ra sức vô, nhưng mà riêng này nó có luôn có một cái túi để dự trữ oxy. Oxy rất là dồi dào, những bệnh nhân nặng và mới được sẽ được thở cái mặt nạ này. Câu hỏi số 2: vậy thì khi nào chúng ta làm khí máu động mạch? Khí máu động mạch sẽ được làm khi một bệnh nhân có tình trạng, có một cái triệu chứng là siêu hấp. Vậy thì triệu chứng đó là gì? Thứ nhất, từng số thở, tăng từng số thở, thở nông nhanh, co kéo cơ hấp phụ, và một số kiểu thở như là Cosmo Genitop, là đó là những cái triệu chứng biểu hiện trạng thái là khó thở, không, bệnh nhân tím tái nè, mạch nhanh, huyết áp tăng trong giai đoạn đầu và rối loạn tâm thần thần kinh như vật vã, kích thích, lơ mơ, hôn mê, đặc biệt là SpO2 của bệnh nhân là nhỏ hơn 90%, thì bắt đầu chúng ta lấy khí máu động mạch. Đây là các thông số bình thường của một cái khí máu động mạch có pH nè, BaCO2 nè, BaO2 nè, SaO2 nè, HCO3 nè, SbC nè, TCO2 nè, Abe nè, SbE nè, và AaDO2 nè. Thì chúng ta chỉ quan tâm đến một số cái thông số cơ cơ bản mà chúng ta cầm cái tờ khí máu động mạch lên là chúng ta đọc được nhanh. Đọc khí máu động mạch chú ý gì? Nhìn vô là có khoảng 10 10 đến 12 thông số, thì chúng ta phải chú ý những thông số sau. Thứ nhất, pH. pH là để làm gì? pH là để đánh giá coi tình trạng bệnh nhân nhiễm kiềm hay bệnh nhân nhiễm toan. BaCO2, BaCO2 là để đánh giá coi bệnh nhân, nếu mà bệnh nhân bị nhiễm kiềm là kiềm hô hấp. Đó, hay bệnh nhân nhiễm toan hay là toan hô hấp. Tiếp tục, BaO2, SaO2 thì chúng ta đã nói được ý nghĩa ở phần trên, và HCO3 trừ, thì hàng BaCO2 á, với lại hàng HCO3 trừ chúng ta sẽ gom chung vô chung nhóm. Khi mà bệnh nhân bị kiềm đi thì chúng ta xem hai cái này để nói là bệnh nhân bị kiềm chuyển hóa hay là kiềm hô hấp. Tương tự toan thì dựa vào hai cái thông số này để nói toan hô hấp hay là toan chuyển hóa. Đó, giải thích thì chúng ta sẽ chú ý cái giải thích cái mục số 3 là HCO3 trừ và SbCO2, tức nghĩa là một bệnh nhân mà nhiễm kiềm
Thì để phân biệt đó là kiềm hô hấp hay là kiềm chuyển hóa thì chúng ta phải dựa vào, nếu hô hấp thì chúng ta dựa vào B, SpCO2, còn nếu nói bệnh nhân kiềm kiềm chuyển hóa thì là HCO3 trừ, kiềm hô hấp thì là SpCO2. Và bài báo cáo của mình đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.